Nam Khánh xin kính chào quý vị. Tiếp tục video ngày hôm nay, em xin được gửi đến quý vị một số âm ly của Pioneer và cũng như là tuner của Pioneer 78 Mark II. Dòng hàng Pioneer có đèn vu. Đầu tiên em xin được giới thiệu đến anh em chiếc tuner FM của Pioneer 78 Mark II, hàng đẹp xuất sắc anh em. Pioneer 78 Mark II, hai đèn vu. FM bắt tốt anh em nhé. Tần số 90 MHz. Và chiếc âm ly Pioneer 7400 25 mã. Hàng đẹp xuất sắc anh em. Tiếp theo dưới vẫn là một chiếc tuner của 7800 Mark II và dưới cùng là một chiếc âm ly Pioneer 8800 đánh 4 sò sắt. Điện 100V, công suất 100W. Dòng này thì khá là quen thuộc với anh em rồi. Em cũng bán qua cái dòng này rất là nhiều rồi. Nó có chỉnh bát chép này, rồi là cắt tần của bát và cắt tần của chép. Phía bên đây thì là sẽ có đánh cầu loa AB, A cộng B. Thì anh em đấu theo cái trường kháng phía sau. Hai nút lọc giải thấp và giải cao. Đây là chế độ stereo mono. Đây là tắt tiếng âm 20 decibel. Còn đây là louder này anh em ạ. Đây là các cổng kết nối tab, tab 1, tab 2. Rồi đây là AUX tuner, follow 1, follow 2. Đây là em đang đánh AUX này. Và đây là bật FM này. Đấy. Phía đây giữa đây là volume và ba lăng cân loa. Chạy âm đi, chạy 4 sò sắt anh em nhé. Ở giữa đây nó sẽ có một nút tơn, anh em gạt lên trên là off nhá, gạt xuống dưới là bật nhá. Nếu mà gạt lên trên như này thì anh em sẽ không chỉnh được bát chép nữa. Đấy. Đây là chế độ bật tắt của chỉnh bát chép nhá. Đấy. Anh em gạt xuống đây thì mới chỉnh được. Thì đánh cái này thì anh em tăng giảm theo ý muốn của đôi loa nhà mình, thế nào cho nó phù hợp. Còn đây một chiếc tuner 7800 Mark II, âm đi Pioneer 7400 25 mã, tuner 7800 Mark II. Tất cả là nguyên zin và hoạt động hoàn hảo anh em nhé. Hình thức thì em sẽ quay cho anh em đây, còn nguyên bụi anh em nhé. Còn nguyên cả bụi trong thùng xốp từ bên Nhật về anh em nhé. Hình thức thì còn đẹp. Và tất cả các thớt là hoạt động tốt anh em nhé. Đây, tuner Pioneer 7800 Mark II. Đây là cái AB để anh em cắm xuống âm ly nhé. Đây là âm ly Pioneer 7400 25 mã. Điện 100V, công suất 90W. Đánh hai cầu loa. Đây anh em, AB. Đấy, khi anh em đấu A hoặc B thì từ 4 đến 16 ohm. Khi anh em đấu A cộng B thì loa là 8 đến 16 ohm. Đây là các cổng kết nối điện thoại, TV các thứ, tuner. Tùy theo anh em đấu đâu thì cắm đấy. Đây là chiếc tuner 7800 Mark II nữa. Còn đây là một em Pioneer 8800. Đây cũng có cầu loa AB, cũng đấu như trên nha anh em nhé, 4 đến 16 ohm. Còn đâu anh em đấu A cộng B thì 6 đến 16 ohm, à 8 đến 16 ohm. Điện 100V, công suất là 100W. Em này có cổng kết nối phre bow nhá. Anh em có thể làm dề hoặc là làm bow tùy theo. Hình thức thì còn rất là đẹp. Từ những cái lắp lưng anh em có thể thấy. Từ những cái lắp lưng rất là đẹp nhá. Hàng Lâm Khánh tuyển chọn thì anh em yên tâm, hàng đẹp xuất sắc luôn. Chiếc âm ly Pioneer SA 7400 đánh sò cánh neck, có chỉnh bát chép AB, nghĩa là cầu loa A cộng B.
anh em ấn vào cả hai thì là đánh A cộng B. Đây là louder, đây là volume tổng. Đây là các cổng kết nối với tuner, follow và aux. Thì tùy theo anh em thích đầu đâu thì anh em vặn theo đấy. Những dòng âm ly cỏ giá rất là vừa phải mà lại dễ chơi. Sau đây em xin báo giá với anh em từng sản phẩm một để anh em lựa chọn, anh em ưng món nào thì liên hệ Nam Khánh số điện thoại 0972 451 489, địa chỉ ngã tư Cổ Nhuế, Phạm Văn Đồng, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc và không bao gồm phí ship. Đầu tiên chiếc tuner Pioneer 7800 mắc đôi, phía trên cùng đây là em bán là 1.600.000 đồng. Âm ly Pioneer 7400 hai la mã giá 3.600.000 đồng. Pioneer 7800 mắc đôi tuner chiếc ở dưới đây thì 1.800.000 đồng. Em âm ly Pioneer 8800 bốn sọt sắt 3.600.000 đồng. Tất cả các mặt hàng thì nguyên zin và đẹp như hình thức em có quay đây, anh em chiêm ngưỡng, anh em phù hợp cái nào thì anh em liên hệ Nam Khánh số điện thoại 0972 451 489, địa chỉ ngã tư Cổ Nhuế, Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Anh em đang xem kênh mà chưa ấn nút đăng ký kênh thì vui lòng ấn nút đăng ký kênh để nhận những thông báo về những video hàng mới về bên Nam Khánh. Ngoài ra thì em cũng còn khá là nhiều đồ âm thanh, loa đài các thứ, thì anh em có nhu cầu thì liên hệ em. Cảm ơn anh em đã xem video, em xin kết thúc video tại đây.